Vụ cháy máy bay Nhật có thể do hiểu nhầm chỉ dẫn. Đài Loan phát hiện 3 khí cầu Trung Quốc bay qua hòn đảo. Brazil, máy bay trực thăng gặp sự cố lao xuống hồ khiến một người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ vây bắt 33 nghi phạm làm gián điệp bắt cóc cho Israel. Vụ cháy máy bay Nhật có thể do hiểu nhầm chỉ dẫn. Đài truyền hình Nhật Bản NHK hôm nay dẫn lời quan chức Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản nói rằng vụ tai nạn ở sân bay Haneda hôm ngày 2 tháng 1 có thể xảy ra do cơ trưởng cảnh sát biển JCG hiểu nhầm chỉ dẫn từ kiểm soát viên không lưu. Theo quan chức này, kiểm soát không lưu tại sân bay Haneda đã cho phép máy bay Japan Airlines chở 379 người hạ cánh và yêu cầu phi cơ tuần thám Bombardier DHC-8315Q của JCG dừng chờ trên đường lăn sát đường băng để tránh nguy cơ va chạm. Máy bay của cảnh sát biển Nhật Bản khi đó đã chuẩn bị cất cánh để hỗ trợ chiến dịch cứu hộ nạn nhân trận động đất mạnh 7,6 độ ở miền Trung nước này vào ngày 1 tháng 1. Haneda là sân bay đông nhất nước này, đón hơn 26,5 triệu lượt khách năm 2021. Tuy nhiên, Genki Miyamoto, 39 tuổi, cơ trưởng máy bay cảnh sát biển dường như đã hiểu nhầm chỉ thị của kiểm soát viên không lưu và thông báo với JCG rằng được cấp phép tiến vào đường băng để cất cánh ngay trước khi tai nạn xảy ra. Giới chức Nhật Bản chưa bình luận về thông tin, nhưng đang tích cực điều tra nguyên nhân tai nạn trong đó dữ liệu về chỉ thị của kiểm soát viên không lưu cùng các hệ thống chỉ dẫn tại sân bay là đầu mối quan trọng. Câu hỏi rõ ràng là liệu máy bay JCG có tiến vào đường bay hay không? Nếu có thì tại sao? Bow Hayes, giám đốc an toàn hàng không tại công ty tư vấn Serum Essen có trụ sở tại Anh cho hay. Giới chức chuyên gia cho rằng còn quá sớm để đi đến kết luận cuối cùng về nguyên nhân hai máy bay va chạm trên đường băng, bởi các tai nạn hàng không thường do nhiều yếu tố gây ra. Đài Loan phát hiện 3 khí cầu Trung Quốc bay qua hòn đảo. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay thông báo phát hiện các khí cầu bay qua khu vực miền trung hòn đảo gần căn cứ không quân trọng yếu Chin Trong Cang, cùng một khí cầu di chuyển trên vùng biển phía bắc đảo Đài Loan trước khi biến mất. Giới chức Đài Loan nhận định các khí cầu là thiết bị giám sát thời tiết của Trung Quốc nhưng không cho biết thêm chi tiết. Chúng tôi đã điều động máy bay, tàu chiến và kích hoạt các hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi và phản ứng phù hợp cũng như thu thập thông tin về đường bay của khí cầu để phân tích và đánh giá, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay. Đây là lần đầu tiên khí cầu Trung Quốc bay qua hòn đảo, kể từ khi lực lượng phòng vệ Đài Loan bắt đầu phát hiện những thiết bị này trên eo biển Đài Loan. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu cần. Lực lượng phòng vệ Đài Loan gần đây duy trì trạng thái báo động cao để ứng phó với hoạt động của quân đội Trung Quốc trong bối cảnh hoàng đảo chuẩn bị bầu cử lãnh đạo vào ngày 13 tháng 1. Brazil, máy bay trực thăng gặp sự cố lao xuống hồ khiến một người thiệt mạng. Truyền thông Brazil đưa tin ít nhất một người thiệt mạng và ba người bị thương sau khi máy bay trực thăng chở họ gặp nạn và lao xuống hồ Funas ở thành phố Capitolio, bang Minas Gerais, đông nam nước này. Trong báo cáo sơ bộ, Sở Cứu hỏa địa phương cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn là một nhóm khách đi tham quan hồ Funas. Chiếc máy bay dường như đã bị trục trặc kỹ thuật khi cất cánh, do đó đã lao xuống hồ. Các đoạn băng video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn khi hàng nghìn người đang dạo quanh hồ Funas trong kỳ nghỉ. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nga không kích phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine Quân đội Nga liên tiếp triển khai các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho quân sự của Ukraine trên khắp đất nước. Ngày 31 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo 90 máy bay không người lái của Nga đã tấn công Ukraine, đây là con số kỷ lục. Theo dữ liệu mới nhất đến từ Ukraine, trong đêm ngày 2 tháng 1 hàng chục máy bay không người lái Geran của Nga đã được phát hiện ở khu vực Kherson, Mykolaiv, Kirovograd và Dnipropetrovsk. Một nhóm máy bay không người lái khác cũng được phát hiện đang di chuyển về phía vùng Poltava nhưng sau đó đổi hướng và nhắm vào vùng Kiev. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo cuộc tấn công ban đêm của máy bay không người lái cảm tử đã bị đẩy lùi và tuyên bố rằng mọi máy bay không người lái của Nga đều đã bị đánh bại. Theo báo cáo, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 35 máy bay không người lái. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng mục tiêu chính của các vụ phóng máy bay không người lái là buộc lực lượng phòng không Ukraine phải sử dụng tên lửa phòng không quý giá. Sau những trận chiến kéo dài chống lại các máy bay không người lái của Nga, lực lượng phòng không Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn, liên quan đến nhiều tên lửa khác nhau của Nga, trong đó có hơn chục tên lửa siêu thanh Kinzhan. Cho đến nay, vụ nổ đã được báo cáo tại Kiev, Kirovograd, Kriviri, Vinnytsia, Kharkov, Lviv, Vinnytsia, Ternopil, Rivne, Sumy, Zaporozhye, vùng Poltava. Thổ Nhĩ Kỳ vây bắt 33 nghi phạm làm gián điệp bắt cóc cho Israel Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt 33 đối tượng nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo Israel và nhắm vào những người nước ngoài sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo Bộ Nội vụ nước này. Trong thông báo ngày 2 tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ Ali Jelikaya cho biết các nghi phạm liên quan đến Israel đã bị vây bắt trong các cuộc đột kích 57 điểm trên khắp Istanbul và 7 tỉnh khác. Chiến dịch chuột chuỗi do Văn phòng chống khủng bố của công tố viên Istanbul và cơ quan tình báo MIT của Thổ Nhĩ Kỳ phát động. Theo ông Jelikaya, các nghi phạm nói trên tham gia các hoạt động xác định theo dõi hành hung và bắt cóc công dân nước ngoài sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa rõ họ là công dân Israel hay người dân địa phương làm việc cho Mossad, cơ quan tình báo Israel. Văn phòng của ông Jelikaya đã công bố đoạn video cho thấy các nhân viên an ninh có vũ trang phá cửa và còng tay các nghi phạm. Họ cũng tìm thấy một lượng lớn ngoại tệ bao gồm khoảng 150.000 euro, khoảng 165.105 đô la Mỹ, một khẩu súng chưa đăng ký và tài liệu kỹ thuật số, theo hãng tin Reuters. Văn phòng công tố Istanbul cho biết thêm 13 nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Các cuộc đột kích diễn ra sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Israel cố gắng nhắm vào các thành viên phong trào Hồi giáo Hamas đang sống hoặc làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Có một hoạt động ngầm và những nỗ lực phá hoại đang được thực hiện nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và các lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ phá vỡ trò chơi này, ông Erdogan nói trên truyền hình sau khi các cuộc đột kích được công bố. Trung Quốc công bố hình ảnh mới về tàu sân bay Phúc Kiến Kênh CCTV của Trung Quốc ngày 2 tháng 1 công bố video cho thấy một tàu kéo đang di chuyển tàu sân bay Phúc Kiến. Hai bên mỗi chiến hạm có các tàu kéo làm nhiệm vụ ổn định hướng đi. Chiến hạm Phúc Kiến vừa hoàn thành thử nghiệm neo đậu, liên quan đến kiểm tra hoạt động của hệ thống đẩy chính khi tàu neo tại chỗ. Video cũng cho thấy rõ ba ray trượt của hệ thống máy phóng điện từ trên sàn đáp của tàu Phúc Kiến, gồm hai ray trượt song song ở phần mũi tàu và một ray nằm gần mạng trái chiến hạm. Phía cuối đuôi tàu có một chiếc Z-15 hoặc mô hình của mẫu tiêm kích hạm này. Trung Quốc đã phát triển và chế tạo hai nguyên mẫu biến thể C-15T hỗ trợ máy phóng trên tàu sân bay. Một số chuyên gia phương Tây nhận định C-15T có thể là mẫu tiêm kích hạm chủ yếu trên tàu sân bay Phúc Kiến. Ngoài ra, Trung Quốc có thể trang bị cho chiến hạm này tiêm kích tàng hình C-35 được phát triển từ mẫu FC-31 cùng máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm kj 600 Tàu sân bay Phúc Kiến được đánh giá là trọng tâm chính trong nỗ lực xây dựng lực lượng hải quân biển xanh có thể tác chiến xa bờ dài ngày của Trung Quốc. Chiến hạm Phúc Kiến thuộc lớp tiếp 003 có lượng giãn nước khoảng 71.000 tấn, được hạ thủy tháng 6 năm 2022 là tàu sân bay thứ hai do Trung Quốc tự chế tạo. Mỹ cáo buộc Houthi tiếp tục tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ Quân đội Mỹ cho biết tối ngày 2 tháng 1, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng hai tên lửa vào các tàu buôn đi qua Biển Đỏ gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb trên mạng xã hội, bộ chỉ huy trung tâm Mỹ khẳng định lực lượng hao thi đã bắn hai tên lửa đạn đạo chống hạm vào phía nam biển đỏ nơi có nhiều tàu thương mại, nhưng không có tàu nào ghi nhận thiệt hại. Theo bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, những hành động bất hợp pháp này đã gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng chục thủy thủ và tiếp tục cản trở dòng chảy thương mại quốc tế tự do. Đồng thời lưu ý đây là vụ tấn công thứ 24 nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại trong khu vực kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023. Trước đó, cơ quan thương mại hàng hải Vương quốc Anh cũng đã ghi nhận các vụ nổ gần một tàu chở hàng đang di chuyển giữa bờ biển của Eritrea và Yemen. Thông báo của Trung tâm Hàng hải Quốc gia Anh nêu rõ không có thiệt hại nào đối với tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp trong ngày mùng 3 tháng 1 nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các nhà ngoại giao Pháp cho biết cuộc họp sẽ tập trung giải quyết các cuộc tấn công của lực lượng hao thi ở Biển Đỏ. Khoảng 1 phần 3, lượng hàng hóa tàu container toàn cầu sử dụng kênh đảo Suez kể từ khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu liên quan đến Israel để ủng hộ người Palestine ở giải Gaza, nhiều hãng vận tải lớn, bao gồm Mexico và hapag Lloyd, đã tạm dừng di chuyển các tàu qua Biển Đỏ và kênh đào Suez của Ai Cập hồi tháng 12 năm 2023 và thay đổi lộ trình di chuyển theo tuyến đường dài hơn qua mũi hảo vọng ở Nam Phi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên bấm đăng ký kênh Lê Cần News để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.